cửa chùa có tượng Phật tọa thiền, có ghi câu Đức Phật chứng Tam Minh Nục Thông có ý nghĩa gì? Xin bác cho biết ạ. Trong cuộc đời tu của Đức Phật, nó có nhiều cái hình ảnh. Mà hỏi về cái hình ảnh của Đức Phật trước cửa chùa, chứng được Tam Minh Lục Thông, thì câu này nó dài chứ không phải ngắn đâu, mà dài quá không có chỗ ghi. Đức Phật trước khi mà ổng công bố quyền ký này ra, ổng công bố cái thiền tông này để ổng truyền đi, thì ổng sẽ ngồi thiền. Ổng ngồi thiền trong này nó có 5 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 0 ngày đến 9 ngày. Để chi? Ổng ngồi thiền, ổng kiểm tra lại là cái sự hiểu biết của ổng về quy luật vật lý này nè, có còn đúng một vị Phật nữa không? Thì ổng ngồi trong 9 ngày, ổng kiểm tra là còn rất đúng. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Còn cái giai đoạn thứ hai, từ ngày 10 đến ngày 19, thì ổng kiểm tra về cái tam minh của ổng á. Tam minh là 3 cái sáng của ổng á. Ổng kiểm tra thì tam minh vẫn còn đúng. Rồi từ ngày 20 cho đến ngày 29 thì ổng ngồi thiền để ổng kiểm tra cái lục thông, 6 cái thông suốt của mắt tai mũi miệng ý thân, ổng có đúng không? Ổng kiểm còn đúng. Cái thứ tư là ổng từ ngày 30 đến ngày 39 ổng ngồi thiền, ổng kiểm tra là tứ vô sở quý, có nghĩa là tiệm qua cái thân của con ông người là có còn đúng là cái thân nhơ nhóp nữa không? Ông kiểm tra rất đúng. Nhưng mà trong cái đó ông có kèm theo là cái tại sao cái thân này, ông hỏi lại là tại sao là vô sự quý mà cái giai đoạn ha sao lại là rất quý, là sở quý. Vì ông phải giải thích thế này, ông kiểm tra rất đúng. Ông nói nhờ cái thân tứ đại nhơ nhóp này, nếu mình làm gì ở thế gian này là nó theo quy luật vật lý, còn nếu mà mình nhờ cái thân nhơ nhóp này mình tạo công đức mới trở về Phật ký, trở về Phật giới, vì thế mà nó rất quý. Đó là 4 cái giai đoạn. Còn cái giai đoạn thứ 5 là cái giai đoạn sau cùng, từ 40 đến 49 ngày, ông thành gì? Thành một cái người mà toàn năng, toàn giác và toàn lực về quy luật vật lý á, phải là gọi, người ta gọi là thần thông. Thì thế mà trong kinh đã thưa là thập bát bất động có 18 cái quy luật này, mà trong cái thanh tịnh nó phát ra được 18 cái này, là một vị Phật mới làm được cái này thôi. Ông kiểm tra rất còn đúng. Vì thế mà ở trước cổng chùa là một vị Phật ngồi rất trẻ và rất oai nghi, rất đẹp, mới để là tam minh. Chứ sự thật nó đúng là tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất động, đó là đúng cái tượng đó đó. À, thì vì thế mà người ta lầm, mà ta tưởng là ông Phật ngồi dưới gốc bồ đề ông thành Phật. Không phải, ông ngồi gốc bồ đề là ông kiểm tra về toàn bộ cái năng lực của ông. Suốt 49 ngày ông kiểm tra 5 phần này hoàn toàn còn hiệu lực hết. Vì thế mà ông mới bắt đầu dạy đạo Phật và dạy cái pháp môn giải thoát này. Đó, cái tượng đó trước. Về sau nữa sẽ khắc cái bản đá lưu lại đây, tụi con lại chỉ đọc biết hết. Là gì nữa, bác lớn nữa thì nói sao không nổi. Thì có ai đâu về dịch. Thôi về nhờ biến bản đá nó dịch vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Đức Phật ngồi thiền đạt đạo, sao người tu thiền tông không được phép ngồi thiền ạ? Ngồi thiền đắc đạo là ông đắc A-la-hán. Ông Dũng Công cũng dẹp vọng tưởng ông thành A-la-hán, thì ông đắc đạo A-la-hán. Nhưng mà ông á, A-la-hán ông có 18 thần thông siêu quần, có nghĩa là không có ai phá ông được hết. Nhưng mà ông tu để làm gì? Ông ngồi ông tu để là ông dạy là mấy đệ tử ông á. Mà khi mà ông dạy giải thoát ông có ngồi. Nên nhớ rằng trong mấy năm đầu ông ngồi nha, tất cả tiểu thừa, đại thừa, trung thừa, niệm Phật, niệm chú hoàn toàn phải ngồi hết. Thấy không? Mà khi mà giải thiền tông, ông bảo dẹp, ông bảo nói là nếu tu cái này thì dẹp mấy cái kia. Vì thế mà đệ tử ông chửi. Vì thế mà thiền tông để tóc lại, hồi trước cạo đầu.
dạy mấy kia tạo đầu nha, tại ta là ông thầy, ta cầu dạy đó. Khi vô thiền tông để tóc lại, để ta dạy cái công thức trở về Phật giới. Mình phải hiểu 49 năm đầu tiên vô rừng tu, cạo đầu, cắt tóc bớt. Khi mà thành đạo cạo đầu liền, cạo đầu dạy từ tiểu thừa đến mật chú, cạo đầu để chỉ trở thành ông thầy. Khi mà dạy giải thoát hoàn toàn để tóc lại, 6 tháng tóc lên lợi, bắt đầu là nói chuyện về khoa học. Đầu tiên dụng công để gì? Để cho người ta biết rằng tôi có đi quan cái công thức. Rồi khi mà giải đạo thì nói rằng đây là tôi thực thi công thức. Muốn giảng sanh tôi chỉ cách cho, muốn làm thần tôi chỉ cho, muốn làm người giàu sang tôi chỉ cho, đúng rồi. Mà khi trở về Phật giới phải để trở lại hết, rồi bắt đầu ông mới nói về khoa học, về nói về công thức đi ra. Nên nhớ là ba thời kỳ: thứ nhất Đức Phật tu 6 năm tu rồng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy, nắng mưa sương gió nhuộm đầy ha. Đó là cái thời gian ông tu. Khi mà bắt đầu dạy tiểu thừa, ba mẹ phá quán hoàn toàn để lại hết, thần thông sử dụng tối đa luôn, 18 pháp thần thông siêu quần. Vì thế mà trong lịch sử có ghi những cái lúc mà ông dỡ núi, một cái cây ông dỡ nhớ như chơi, nó dùng cái thần thông siêu quần của ông thực hiện cái này. Rồi đại thừa rồi ông cũng nói, bởi vì đại thừa ông mới nhìn, ông nói hết nè. Rồi cái niệm Phật đó, bắt đầu niệm Phật ông thấy cho giảng sanh luôn, rồi niệm chú đó thì thành thần luôn, ông làm được hết. Nhưng mà khi 45 năm rồi kết thúc rồi, ông nói thôi bây giờ năm 46 ta sẽ dạy Như Lai Thanh Thiền, hồi đó là quy luật nhân quả luân hồi, bây giờ ta cho trở về Phật giới là quê cũ, mọi người ai muốn ở đây tu thì ở, còn đi hết đi, tôi chỉ cần mấy người thôi. Chửi ổng, trên bảy người đi hết, còn 1.250 người cũng chửi ổng. Thì chửi ổng nói ổng biết chứ sao không biết, chửi ổng cũng cười. Thì ổng mới nói lại, nhưng mà sau cùng ổng mới chứng minh rằng Phật giới có, bây giờ có khả năng ổng nhìn thấy 1.200 người này có ông Ma Ca Diếp, có được. Thì ổng mới biểu siêu, bủa siêu đại thần lực thanh tịnh thường để cho ông này nhìn thấy Phật giới, để ổng nói lại, chứ bây giờ ổng nói không ai tin. Đó, vì thế mà xong rồi ổng mới dạy cái chuyện này. 5 năm sau ổng dạy cái này. Năm 46, 47 ổng dạy. Năm 47 thì bắt đầu ổng mới chuẩn lại. Năm 48 kiểm thiền. Năm 49 đưa dòng thiền tông đi, là kết thúc cuộc đời dạy đạo ổng 49 năm. Mà cái dòng thiền tông này nó đi bài bản đàng hoàng, đi từ ông tổ thứ nhất cho đến tổ thứ 33, công bố ra lần thứ nhất để cho người ta kết thúc. Rồi sau đó âm thầm chuyển qua 30 tổ Việt Nam. Vì tại sao mà Việt Nam có được 30 tổ? Là vì ông nhờ cái nước Văn Lang. Nhờ cái nước Văn Lang thì ông có cảm ơn nước Văn Lang bằng cách là ba ông tổ Việt Nam phải nối tiếp dòng thiền tông này. Rồi tới tổ 36 thì âm thầm phải chuyển đi theo bí mật thiền tông. Chứ ngày xưa cũng bí mật nhưng mà nó có. Nhưng mà khi mà từ tổ Pháp Loa, từ tổ Huyền Quang mà đi về Bà Long Nữ đi bằng bí mật. Vì thế mà Thiền Sư Ni Đức Hà mới có một cái bộ sách giao cho Long Nữ, 6 cái quyển sách để mà nói về cái pháp môn Thiền Tông này. Nó có bài bản. Rồi tôi nắm được từ năm 58 cho đến 17 mới công bố ra. 59 năm công mới được quyền công bố này. Đúng 60 năm bộ luật hình sự yểm trợ cái này bằng cách là cấm không cho phá hoại cái này. Bộ luật hình sự đã nói rất rõ ràng này. Ai mà tìm cách mà dẹp cái này thì người đó bị ở tù. Cá nhân 5 năm, tổ chức cá nhân 3 năm, tổ chức 5 năm. Vì thế mà tôi viết ra tôi phải kèm cái bộ luật hình sự để biết rằng cái thiền tông này được yểm trợ bằng luật pháp. Và nhà nước đã công nhận cho cái pháp môn thiền tông này lưu hành hợp pháp trên nước Việt Nam. Người Việt Nam muốn tu cái này, làm cái đơn bài bản gửi cho chính quyền, có tam kết đàng hoàng và nó tuần tự bằng luật pháp, 100% sẽ được đáp ứng. Còn nếu không có, về nguyên tắc không có là không biết. Bởi vì nhà nước không có hiểu, chính quyền người ta không hiểu cái thiền tông là cái gì. Ta tưởng là thiền tông cũng là mê tín gì đó như cái kia thôi. Anh muốn hoạt động thiền tông, anh phải đi bằng luật pháp, nhà nước sẽ cho. Trình bày rõ ràng. À, mà trình bày bằng luật pháp chứ không phải là nó mơ mơ màng màng.
Nhưng mà nên nhớ có một điều, Thiền Tông không được quyền phát triển chùa nha. Chùa độc nhất vô nhị một cái thôi. Còn Thiền Tông muốn nối tiếp bằng đạo tràng hoặc Thiền Tông thất, không, chùa không quan quan. Chừng nào mà cái Thiền Tông này lưu hành mạnh thì được quyền xây chùa. Nếu mà Thiền Tông chưa lưu hành mạnh hoàn toàn bằng tín ngưỡng đạo tràng hoặc là tín ngưỡng Thiền Tông thất thôi, hoàn toàn chùa không đề cập đến. Nếu đề cập đến là nó sai với luật pháp. Vì chùa là do một vị tu sĩ mà có giấy phép của chính quyền cho anh tu thì được quyền. Thì xin thì chính quyền phải có, chính quyền cho thì anh phải có cách yểm trợ cho người ta. Còn nếu giáo hội cấp thì giáo hội phải yểm trợ cái này. Nên nhớ đừng có lầm ở chỗ này. Chùa mà anh là tu sĩ giáo hội thì giáo hội phải yểm trợ anh mới cắt được. Còn chùa mà tu sĩ chánh quyền cấp phép thì chánh quyền phải yểm trợ anh mới cắt được. Còn vấn đề sinh hoạt về vấn đề mà tín ngưỡng thì nó có cái đạo tràng. Ví dụ đạo tràng Thiền Tông gì đó thì được. Nhưng mà nên nhớ là mình làm cái đơn phải có cái bản cam kết rằng tôi không làm sai. Làm cái gì phải ghi cho rõ đó thì nhà nước sẽ cho. Nhưng mà trước mắt mình phải có cái cơ sở rõ ràng. Nha, chứ mình đừng có đánh lẫn con đen. Tu cái gì thì phải có bài bản đàng hoàng. Bởi vì trong cái phần tín ngưỡng này nè, có giáo kinh, giáo luật, giáo lý, giáo điều gì đó, nó phải có. Mình phải nằm ở trong này, nạp hết cho ta. Giống như mở một cái công ty, thì công ty đó anh phải có cái gì? Trước nhất anh phải có bằng kỹ sư, phải không? Rồi đó là cái hoạt động như thế nào, vật liệu lấy ở đâu, rồi sản xuất cái gì, thị trường tiêu thụ ở đâu, chất lượng như thế nào, thì ta cho thôi. Chứ còn anh biểu mở công ty là anh, cái giấy sao anh không nói là ai cho anh mở. Anh làm đồ giả hay sao? Thôi nó không đạt làm sao? Đó, phải hiểu vậy. Rồi hỏi tiếp đi.